Chào mọi người, hôm nay điện máy Ecomat giới thiệu với các bạn video hướng dẫn cách sử dụng điều khiển của dòng điều hòa inverter của Daikin mã hàng mới nhất năm 2018. Đây là điều khiển dành cho FTKQ25 và FTKQ35. Tức là tất cả cái dòng một chiều inverter của Daikin năm 2018 thì các bạn sẽ sử dụng cái điều khiển như vậy. Thì các bạn nhìn xem điều khiển thiết kế khá là lạ và cũng vô cùng đơn giản. Ở trên này thì nó có các cái phím chức năng cũng như phím tắt bật và hẹn giờ, tăng giảm nhiệt độ. Nó siêu lược và đơn giản hơn nhiều so với các cái dòng điều khiển trước của Daikin. Đấy, thì trước tiên các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng, các bạn lắp pin vào, sau khi lắp pin các bạn khởi động điều hòa, bật át lên, các bạn ấn off, nó sẽ hiển thị biểu tượng mũi tên đi lên. Là tắt bật ở đây, tắt ấn một lần và mở, các bạn ấn một lần. Đấy thì khi muốn các bạn muốn làm lạnh ngay, bình thường các dòng điều hòa cũ thì các bạn ấn mode, nhưng ở đây thì các bạn ấn cool thôi. Cool thì nó sẽ tự động là nó chỉnh, tự động là nó sẽ hiển thị luôn nhiệt độ làm lạnh, tốc độ quạt gió tăng và biểu tượng hình bông tuyết. Đấy thì để tăng giảm thì các bạn sử dụng phím tempo, tức là ấn cool là làm lạnh nhanh này. Và sau đó thì các bạn tăng giảm tại đây, các bạn muốn tăng nhiệt độ lên các bạn ấn tăng lên, còn muốn giảm thì các bạn chọn tem để giảm xuống. Đấy thì cái tốc độ quạt gió này nó sẽ liên quan đến cái khả năng thổi mạnh hoặc nhẹ của dàn mát, thì các bạn chọn fan thì các bạn chọn tăng dần là mạnh dần, còn nhỏ thì là nhỏ nhất. Đây là nhỏ nhất. Đấy, nhỏ nhất. Còn đâu để mà cái dự phòng các bạn nóng thì các bạn muốn làm lạnh nhanh ngay lập tức và giảm ngay nhiệt độ phòng xuống, thì để tăng cái tốc độ khởi động của điều hòa thì các bạn ấn Powerful ấy, thì để tăng giảm nhiệt độ các bạn chọn Tempo tăng lên hạ xuống này. Còn nếu muốn giảm nhiệt độ phòng làm và muốn nó làm máy nó làm lạnh nhanh, các bạn chọn Powerful. Khi chọn Powerful thì nó ngay lập tức là nó sẽ tự động là điều hòa nó sẽ chạy ở cái công suất mạnh nhất. Và lưu ý là lúc nào các bạn sẽ muốn làm lạnh thì các bạn tắt cái chế độ Powerful này đi, sau đó thì chọn Cool. Cool là cái tính năng làm mát dành cho điều hòa. Thì các bạn tăng giảm nhiệt độ tại đây, giảm tăng. Fan là cái tốc độ, chọn cái tốc độ cho quạt gió nó thổi mạnh hay nhẹ. Thì trên cái dòng điều khiển của Daikin 2018 inverter này thì khá là đơn giản. Đấy, thì các bạn lưu ý là cái cách chọn hẹn giờ này thôi. Các bạn ấn on, hẹn thời gian được thì nó lên đến khoảng 12 tiếng này, 12 giờ, còn off nó cũng như vậy. Các bạn cũng có thể chọn cái thời gian để tắt tương tự, còn khác gì cả. Còn muốn xóa cái chức năng hẹn giờ đi, các bạn cancel. Đơn giản hơn rất nhiều so với các cái dòng inverter khác. Với swing thì các bạn điều chỉnh cánh gió. Đây các bạn, đấy, swing. Đấy, thì các bạn có thể điều chỉnh theo ý muốn. Khi điều chỉnh thì các bạn lưu ý là sẽ phải nhấn và chỉ trực tiếp vào điều hòa. Đấy, còn fan only này là chỉ quạt thôi, không có làm mát hay nào cả. Tức là nó chỉ thổi gió thôi. Còn dry là hút ẩm. Thì đây là clip mình hướng dẫn dành cho điều hòa Daikin inverter. Thì trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn muốn hướng dẫn dùng hoặc là hỗ trợ về tư vấn sản phẩm, các bạn đăng ký trực tiếp kênh của hệ thống điện máy Ecomat hoặc liên hệ qua hotline để các bạn hỗ trợ và tư vấn. Đấy, thì clip thực hiện bởi Minh Anh Channel.